Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Đồng Nai, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 không thường kỳ thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Tăng tốc tiến độ thi công công trình trọng điểm tại thành phố Biên Hòa. Phần tin thế giới. Hội nghị chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khai mạc kỳ họp lần thứ 2 khóa 14. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc các sĩ quan thảo luận sử dụng tên lửa Taurus không có nghĩa bật đèn xanh cho việc cung cấp vũ khí này cho Ukraine. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia có chủ đề Đối tác cho tương lai được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Hội nghị là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021. Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử chung của Australia với khu vực, dấu mốc thể hiện cam kết của Australia trong việc tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ hai Australia tiếp đón các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ sau hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia lần đầu tiên diễn ra vào năm 2018. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Australia và New Zealand trên cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến hai nước sau hơn 7 năm qua. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Australia và Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sáng nay đã dự lễ khánh thành khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định giai đoạn 1 tại xã Cam Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Khu phức hợp này có quy mô 1.374 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.600 tỷ đồng. Đến nay giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 230 ha, được quy hoạch hiện đại, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Hiện khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định giai đoạn 1 đã thu hút thành công 4 dự án FDI với tổng vốn gần 100 triệu đô la Mỹ và đưa vào sử dụng 90 ha đất dân cư phục vụ nhu cầu tái định cư sinh sống tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bình Định tiếp tục coi trọng việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp triển khai sớm và hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Định đã được phê duyệt, kiên trì đề xuất để chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tỉnh Bình Định cần phối hợp với chính phủ đề xuất các dự án công trình quan trọng về kết nối vùng, liên kết vùng, đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng liên kết, kết nối vùng cả về hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế và đường sắt, đường bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tặng hoa chúc mừng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác một số biên bản ghi nhớ đầu tư giữa BKMX Bình Định với các đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài. Tỉnh trung tỉnh Đồng Nai, sáng nay, tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 không thường kỳ để cho ý kiến góp ý các dự thảo gồm các tờ trình của Ban thường vụ tỉnh ủy về dự thảo báo cáo tổng kết chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kết quả thực hiện điều lệ đảng 2011-2025. Dự thảo kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 44 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Thực hiện chỉ thị số 35 và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc tổ chức thảo luận văn kiện được tổ chức thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ, mở rộng dân chủ, khách quan, tiến hành đầy đủ các bước nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình, đánh giá về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kết quả thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025 cũng cho thấy, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng lý luận và xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng và tăng cường, việc kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thứ nhất là đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ thành các quy định phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Thứ hai là triển khai thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Thứ ba là đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy huyện không là người địa phương, hiện nay là thực hiện 10/11 địa phương. Thứ tư là đã rà soát cơ cấu tại đại hội đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế thực hiện chỉ thị số 35, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả thực hiện điều lệ Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đánh giá thêm là còn số cấp ủy và tổ chức Đảng và một số cán bộ đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của điều lệ Đảng và cái công tác xây dựng Đảng. Do đó là cái ý thức trách nhiệm về thực hiện cái điều lệ Đảng này chưa có cao, thì dẫn đến là trong nhiệm kỳ thì chúng ta cũng có một số tổ chức Đảng đảng viên là vi phạm kỷ luật. Chúng ta đánh giá thêm cái phần hạn chế trong cái việc mà thực hiện cái cải cách hành chính trong Đảng. Có chuyển biến nhưng mà chưa thực sự đồng bộ và toàn diện, nên là một số nội dung và lĩnh vực là chưa đáp ứng được cái yêu cầu đề ra trong cái nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận tờ trình số 48 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trình dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục suy nghĩ, tổng kết thực tiễn để tham gia đóng góp vào các cuộc họp sắp tới của tỉnh và trung ương, đồng thời tiếp tục tư duy sâu sắc và suy nghĩ về sự phát triển của Đảng trong giai đoạn mới gắn với sửa đổi điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Đại hội của chúng ta sắp tới là một đại hội hết sức quan trọng, chuyển biến một cái giai đoạn phát triển mới của đất nước hết sức là quan trọng. Nên việc chỉ đạo đại hội các cấp làm sao cho phát huy được dân chủ trí tuệ trong Đảng, rồi bầu chọn ra được những nhân tố tiêu biểu để lãnh đạo thực hiện nghị quyết đó là điều cần thiết để chúng ta đảm bảo sự thành công của Đảng trong lãnh đạo đất nước. Rồi chúng ta tổng kết công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ này cũng như là tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng cũng là một cái công việc hết sức quan trọng. Đối với nghị quyết 44 của Trung ương về chiến lược quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh đây là nghị quyết quan trọng của đất nước. Do đó, cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện, trong đó cụ thể hóa chiến lược về quốc phòng của Đảng trong tình hình mới. Lãnh đạo Tỉnh ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo và báo cáo lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi chính thức trở thành chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, đoàn thanh tra chính phủ do ông Vũ Quốc Công, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo kinh tế ngành vụ 1 làm trưởng đoàn đã triển khai quyết định số 756 của thanh tra chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức và các sở ngành địa phương liên quan. Theo quyết định số 756 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ, đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thời kỳ thanh tra từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.
Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch làm việc của đoàn, ngay sau khi triển khai kế hoạch chung, từ sáng nay đến hết ngày 5 tháng 3, đoàn sẽ làm việc với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kế tiếp, đoàn sẽ làm việc tại các Sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Dự kiến ngày 19 tháng 3, đoàn sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông qua dự thảo báo cáo kết luận thanh tra. Thời gian làm việc gắn nội dung công việc nhiều, do vậy ông Vũ Quốc Công đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị liên quan cử cán bộ có trách nhiệm làm việc với đoàn cũng như chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức khẳng định Đồng Nai chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, sẵn sàng phối hợp với đoàn thanh tra trong việc cử cán bộ làm việc cũng như cung cấp hồ sơ, tài liệu khi đoàn yêu cầu để đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm nay tổ chức hội nghị tập huấn thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng về ban hành sửa đổi quy chuẩn 06 năm 2022 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà, công trình và đối thoại với các doanh nghiệp còn khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Bộ Xây dựng truyền đạt những kinh nghiệm kiến thức trong việc thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật của các tổ chức cá nhân trong thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy khi tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng, hướng dẫn phổ biến các quy định mới của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, đồng thời đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đề nghị các đại biểu tiếp thu, vận dụng hiệu quả các quy định vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương, các chủ đầu tư, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, áp dụng thực hiện có hiệu quả nội dung thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 10 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch hiệu quả trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, theo dõi sát tình hình, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về diễn biến thị trường lúa gạo để người dân doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời cần khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi và đảm bảo lợi ích chính đáng của người nông dân trồng lúa, giữ uy tín cho mặt hàng gạo của Việt Nam. Người dân một số địa phương trong cả nước đang bước vào cao điểm thu hoạch mía niên vụ này với tâm trạng phấn khởi khi được mùa được giá. Theo bà con, chi phí đầu tư trồng 1 hectare mía hết khoảng 25-30 triệu đồng. Còn nếu áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thì tốn khoảng 40-45 triệu đồng, với giá thu mua của nhà máy là 1,2 triệu đồng một tấn. Cao hơn vụ trước khoảng 200.000 đồng một tấn thì nông dân trồng mía có lãi 50-60 triệu đồng một hectare. Người trồng mía đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất nên năng suất cao hơn, bình quân đạt 84-100 tấn một hecta. Nhiều ruộng mía đạt 130-140 tấn một hecta, cao hơn 10-15 tấn một hecta so với vụ trước. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết năm 2024, tập đoàn này quyết tâm bằng mọi nỗ lực, mọi giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị chủ chốt như đảm bảo đủ điều kiện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6.5%, không để thiếu điện trong mọi tình huống như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Năm 2024, EVN sẽ tập trung đẩy nhanh tăng tốc các công trình đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện với khối lượng đầu tư lớn. Trong đó tập trung cho các công trình trọng điểm như dự án thủy điện Gia Ly mở rộng, Quảng Trạch 1, chuẩn bị đầu tư dự án nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, khởi công dự án Trị An mở rộng và thủy điện Tích Năng Bác Ái.
Đặc biệt EVN dồn sức thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên dài 519 km. Tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng để đóng điện trước ngày 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. EVN đã chuẩn bị kịch bản nhu cầu điện tăng trưởng cao 9,18% hoặc cao hơn. Sản lượng điện toàn hệ thống có thể đạt 306,4 tỷ kWh, tăng 26 tỷ kWh so với năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành gỗ chìm trong khó khăn khi đơn hàng giảm sút từ 50 đến 70%. Không chỉ phải giảm thời gian làm việc, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành gỗ đã phải đóng cửa, công nhân lao động mất việc, đời sống khó khăn. Bước qua năm 2024, sản xuất kinh doanh ngành gỗ từng bước phục hồi. Tuy nhiên khó khăn còn nhiều và nhịp độ sản xuất chưa bằng thời điểm trước dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thông tin từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ trong tháng đầu tiên của năm 2024 đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng tới 72,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tại tỉnh Đồng Nai, kim ngạch các mặt hàng gỗ xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 279,3 triệu đô la Mỹ, tăng 69,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp sản xuất ngành gỗ xuất khẩu. Năm 2023 vừa qua là một năm nhiều khó khăn khi đơn hàng giảm sút. Thế nhưng mà từ đầu năm 2024 đến nay thì đơn hàng đã bắt đầu phục hồi. Hiện tại thì doanh nghiệp đã tổ chức sản xuất để sẵn sàng cho những cái đơn hàng xuất khẩu trong năm nay. Tại công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát thành phố Biên Hòa có năng lực sản xuất xuất khẩu 40 đến 50 container hàng tháng. 100% sản phẩm tại đây được xuất khẩu qua thị trường Hoa Kỳ. Thời kỳ cao điểm, công ty có hơn 700 công nhân. Năm 2023 có thời điểm đơn hàng giảm hơn 50%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất để duy trì việc làm, thu nhập cho hơn 500 công nhân. Bước qua năm 2024, tín hiệu phục hồi càng rõ nét hơn khi doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 6 2024. Chủ yếu hàng ở đây thì là sản xuất là xuất là thị trường Mỹ. Dạ. Còn năm nay thì là đầu năm thì thấy là đơn hàng cũng đã phục hồi tiến triển tốt. Đơn hàng tăng trở lại, hơn 500 công nhân trong đơn vị có việc làm ổn định và tăng ca 3 giờ mỗi ngày. Thu nhập theo đó cũng tăng từ 5 đến 6 triệu lên 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng, tùy vị trí công việc. Dạ cũng có ít anh, tại vì năm rồi là cũng không có tăng ca nhiều. Nếu mà tăng ca thì lương nó cũng nằm cỡ khoảng 8 giờ mấy 9 triệu, còn lương tăng ca thì nó hơi ít một tí. Dạ, là ở đây thì đóng bảo hiểm. Và có công ty có hỗ trợ phụ cấp đi lại tiền xăng cộ hàng tháng. Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ khá ấn tượng trong 2 tháng đầu năm là do đầu năm 2023, sản xuất kinh doanh ngành gỗ giảm sâu. Hiện tại 32 trên 45 thị trường xuất khẩu chính đã có tăng trưởng. Tuy nhiên, rủi ro vẫn lớn khi giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu tăng cao. Mặt khác, quy định chống phá rừng của EU cùng với yêu cầu sản phẩm gỗ có chứng chỉ phát thải carbon thấp khiến việc thâm nhập mặt hàng gỗ vào thị trường EU gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, xung đột ở Biển Đỏ khiến một số hãng vận tải biển ra thông báo dừng vận chuyển hàng hoặc thay đổi lịch trình khiến cước vận tải gia tăng. Đây là những vấn đề mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành gỗ phải chủ động ứng phó để quá trình phục hồi và sản xuất kinh doanh của ngành ổn định, bền vững. Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Sáng nay tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lê Quang Trung đã trao quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền cho bác sĩ Phùng Văn Thanh. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Trước khi được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, bác sĩ Phùng Văn Thanh đã trải qua quá trình công tác lâu dài tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, sau đó là Phó Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Văn Thanh được tái bổ nhiệm, đồng thời mong muốn bác sĩ Thanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và có nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động của bệnh viện, nhất là lĩnh vực vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, đưa Bệnh viện Y Dược Cổ truyền trở thành đơn vị mạnh lĩnh vực này trong khu vực.
Sáng nay trong buổi chào cờ đầu tuần, Công an thành phố Biên Hòa tổ chức lễ công bố thư khen của Bí thư Thành ủy và quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đối với 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong thư khen, Bí thư Thành ủy Biên Hòa nhấn mạnh, ngay khi nhận tin báo mất cắp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Waco, 100% vốn nước ngoài nằm trong khu công nghiệp Amata Biên Hòa, đội công an khu công nghiệp Biên Hòa với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm và các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ đồn đã phối hợp chặt chẽ với đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đã tập trung lực lượng, tích cực phối hợp tiến hành rà soát địa bàn, quản lý đối tượng nhằm truy xét nóng với quyết tâm cao để nhanh chóng bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 28 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Waco bị kẻ gian đột nhập văn phòng công ty trộm cắp tài sản, trong đó gồm có một laptop, 13 máy tính bảng, tổng giá trị trên 72 triệu đồng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là trong các máy tính có lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng, các mẫu mã hàng, độc quyền, biểu mẫu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đến sáng ngày 1 tháng 3, công ty báo vụ trộm cho công an đồn khu công nghiệp. Trong chưa đầy 10 tiếng, cùng ngày các lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Văn Sang, 33 tuổi, quê tỉnh Nam Định, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng về địa bàn tỉnh Đồng Nai gây án và quay lại lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an cũng đã thu hồi được một số tài sản trả lại cho công ty. Với những thành tích nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể: Đồn công an khu công nghiệp Biên Hòa và đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Biên Hòa và 8 cá nhân đã có thành tích tham gia phá vụ án trên. Tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ hôm nay đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh. Tham dự có Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đại diện lãnh đạo công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long và 1.595 công dân nhập ngũ năm 2024. Những năm qua, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để tổ chức quản lý huấn luyện 12 khóa chiến sĩ mới theo đúng mục tiêu, yêu cầu và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thông qua công tác huấn luyện nhằm trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đó năm 2024, đơn vị đón nhận 1.595 công dân đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân về học tập, huấn luyện, công tác chuẩn bị mọi mặt từ cán bộ huấn luyện, cơ sở vật chất, bảo đảm, được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng để chiến sĩ mới yên tâm huấn luyện, học tập và trưởng thành. Trung đoàn đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, chuẩn bị giáo án, bài giảng. Trên cơ sở đó, báo cáo lãnh đạo bộ lệnh, trang cấp cũng như sửa chữa những danh mục, những cơ sở vật chất hỏng hóc để công tác huấn luyện tân binh đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra đã chỉ đạo đoàn thanh niên chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch chào đón tân binh, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thể thao. Đội ngũ cán bộ quân liệu của chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các giáo án, bài giảng trên các nội dung chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh quân sự và võ thuật để từ đó đi vào huấn luyện đối với chiến sĩ mới, đảm bảo theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Qua đó kết thúc khóa huấn luyện, các đồng chí chiến sĩ mới sẽ vận dụng có hiệu quả vào công tác học tập, chiến đấu tại cơ sở địa phương sau này. Chấp hành nghiêm túc 5 lời thề, 10 điều kỷ luật, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ công an cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện năm 2024. Ngay từ những ngày đầu tham gia vào môi trường quân ngũ, tôi cảm thấy môi trường rèn luyện ở đây là nơi có thể giúp tôi rèn luyện được bản thân, xây dựng được về tinh thần, thể lực, hoàn thiện hơn về nếp sống. Bản thân cũng đã xác định được sẽ có những khó khăn, thử thách và cần bản thân sẽ phấn đấu cố gắng vượt qua, ngày càng tiến bộ hơn để có thể hoàn thành xuất sắc được các nhiệm vụ huấn luyện, từ đó áp dụng được các kiến thức trong môi trường huấn luyện vào trong các công tác và chiến đấu sau này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho hay,
Việc huấn luyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên hàng năm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhằm bổ sung lực lượng cho Bộ Tư lệnh cũng như công an các tỉnh thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp tội phạm, đáp ứng nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ quan tâm quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ làm công tác huấn luyện, quản lý chiến sĩ mới, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, thao trường, tạo thuận lợi nhất để huấn luyện, đảm bảo đúng thời gian, đầy đủ nội dung và tuyệt đối an toàn. Dịp này, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ cũng tổ chức Tết trồng cây hưởng ứng đề án Vì một Việt Nam xanh do chính phủ phát động. Trên lĩnh vực hạ tầng giao thông, thưa quý vị khán giả, tỉnh Đồng Nai hiện đang có hàng loạt dự án trọng điểm được đồng thời triển khai xây dựng, trong đó đa phần là dự án giao thông. Sau một thời gian bị chậm tiến độ, địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bứt phá tiến độ thực hiện các dự án. Tuyến kè đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài 5,2 km được đầu tư với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tổng vốn đầu tư của dự án đường ven sông Đồng Nai là gần 1.300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 473 tỷ đồng và hơn 700 tỷ đồng giải phóng mặt bằng. Dự án được khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2023, nhưng đến nay vẫn đang rất ngổn ngang. Trong khi đó, dự án xây dựng bờ kè sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 613 tỷ đồng. Dự án được khởi công cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thế nhưng đến nay, dự án đạt khoảng 75% khối lượng công trình. Còn vướng những trong cái đoạn mà đơn vị thi công, vướng 4-5 hộ dân vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, thì cũng kính mong các chủ tư cũng như cơ quan ban ngành giải quyết mặt bằng để chúng tôi hoàn thiện cái tuyến kè này. Trước tình hình này, từ ngày 15 tháng 2 đến nay, đơn vị thi công công trình trọng điểm bờ kè sông Đồng Nai đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực thi công trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm mùa khô thuận lợi cho thi công, đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu những đoạn đã có mặt bằng. Nếu sớm được bàn giao xong phần mặt bằng còn lại trong quý 1 này, đơn vị sẽ hoàn thành thi công, bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư, đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2024. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì bắt đầu từ ngày mùng 6 âm lịch thì các đơn vị đã huy động là nhân lực, máy móc để mà triển khai thi công đồng bộ các cái khu vực để mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công công trình. Tại thành phố Biên Hòa nơi tập trung chín dự án trọng điểm, trong đó có các dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Thống Nhất, đường ven sông Cái, Hương lộ 2 cũng đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Do đó, thành phố Biên Hòa cùng các ngành và địa phương liên quan đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình ngay từ đầu năm 2024. Phần cuối chương trình thời sự tối nay là nội dung trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10. Cử tri phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa phản ánh: giá mua bảo hiểm y tế năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không được khám ở bệnh viện Đồng Nai mà phải đi khám nơi khác xa nhà, gây khó khăn cho người dân. Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội thông tin đến cử tri về các nội dung trên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng trả lời ý kiến cử tri. Theo đó, về giá mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Từ ngày 1 tháng 7 2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1.800.000 đồng một tháng theo Nghị định 24 của Chính phủ. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế đối tượng hộ gia đình sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở. Về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phân bổ thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại các văn bản có liên quan. Dựa trên khả năng tiếp nhận thẻ khám chữa bệnh ban đầu của từng cơ sở khám chữa bệnh, dựa trên địa giới hành chính, chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế của từng huyện, thành phố, không phân biệt cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, cơ sở y tế thuộc các bộ ngành, quản lý, đóng trên địa bàn và đảm bảo công khai minh bạch.
Mặt khác, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện liên thông tuyến huyện từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định. Các trường hợp cấp cứu bệnh nặng phải điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện hoặc bệnh viện tuyến tỉnh trong và ngoài tỉnh. Người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến đến khám chữa bệnh và được bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như đúng tuyến.